Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì bên Hiền Miêu đang làm đoạn video tư vấn tiếp thị giới thiệu tới ông anh có địa chỉ tại thành phố Hải Dương. Một ông anh cũng chuyên về nhạc, một cái cấu hình cao kia âm thanh đẳng cấp cho phòng khoảng 25 m². Và với cấu hình này thì bên Hiền Miêu đang sở hữu hai cặp loa, một là cặp JBL XS10 của hãng JBL 3 sao, sở hữu bass 25, công suất đạt khoảng 600W. Và hai là một cặp loa PGX400 sở hữu bass 30 và một cục súp của hãng BF Audio. Đây là với combo này thì bên em sử dụng một máy đẩy 4 kênh công suất lớn, một vang số cũng như một máy nâng tiếng và một bộ micro cao cấp của hãng G1. Sau đây mời anh em thẩm âm và nghe về cấu hình karaoke này, đặc biệt ông chủ sẽ hát về cấu hình này. Mời anh em thẩm âm một ca khúc được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Đây, anh em giải nhận này là ông chủ đây. Chủ à? Anh em nghe, nghe về tiếng nhạc, tiếng mic của cấu hình này. Chơi cho phòng 25 m² thì em yêu sử dụng một đôi đánh center, còn đánh full và súp kết hợp. Gõ cửa trái tim và em được vào, dù tình sắp xa chung thân huyền đạo. Quá hay luôn. Quẹn mà hát xong ca cùng ca sĩ luôn. Gõ cửa trái tim sao em đừng lờ, một tái tê năm cánh thân thờ. Tiếng mic phải trung thực và sắc nét rõ ràng như này, tiếng mic đặc biệt rất phiêu lên. Với cấu hình này thì nhà ông anh là thiết kế treo, bên em sẽ treo đôi đôi 400 ở phía trước, còn cặp sẽ treo ở phía sau. Tình này cũng mong lung và thiết kế anh phòng 25 m² để chơi và lại quá ok luôn. Quá ok luôn. Vì cục đẩy này thì với chế độ bảo hành sâu 5 năm chính hãng của BF, tiếng em yêu lắp với những cấu hình rất là đắt tiền, cũng như chiếc vang này BF xịn sò luôn, đẳng cấp luôn. Tiếng mic lên là bầm.